Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại cuộc sống hàng ngày của bà cháu Chen. Hôm nay con gái mình mới sinh thì mình bắt con gà để nấu cháo một nửa, còn một nửa thì mình rang để cho con gái mình ăn. Thì gà này là gà chạy bộ các bạn ạ, cho nên là mình cũng không dám thả ra, lùa mãi mới bắt được. Bây giờ mà thả ra là nó bay tứ tung không bắt lại được. Thì xin mọi người cùng vào bếp với bà cháu Chen nhá. Đây các bạn này, gà này là gà nhà mình nuôi được đấy các bạn ạ, thả vườn cho ăn thóc. Mình lùa mẽ mới bắt được cho nên là cứ phải giữ như này, thả ra bây giờ đi lùa từ sáng đến trưa không bắt nổi gà. Giờ mình luộc rau cho con gái nhà mình các bạn nhé. Nước sôi mình cho đây một xíu muối trắng này, một xíu mì chính thôi. Mình luộc rau lang các bạn ạ, rau lang ở vườn nhà mình đây, luộc cho con gái mình ăn cho nó mát và lợi sữa nữa. Còn đây là rau nhà mình ăn, rau nhà mình ăn thì mình luộc rau muống các bạn nhé. Các bạn luộc rau ấy, nước sôi các bạn cho một chút đường vào. Nhà mình ăn thì mình cho một chút đường, một chút muối trắng. Cho chút đường, chút muối trắng vào là rau rất xanh và rất giòn các bạn nhé. Rau muống này cũng là rau muống nhà vườn nhà mình đây. Nhưng mà con nhà mình thì mới sinh xong lại phải mổ nữa cho nên là không ăn được rau muống. Mình luộc rau lang cho con nhà mình ăn. Còn nhà mình ăn rau muống các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Con gà mình đã làm sạch sẽ rồi, sơ chế sát muối sát rượu gừng sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ pha ra làm đôi, một nửa thì mình rang để cho con gái mình ăn, còn một nửa thì mình chia làm đôi ra nữa để nấu cháo cho cháu hai bữa các bạn nhé. Đây các bạn ơi, con gà mình đã sơ chế xong, mình chặt cái phần này ra để mình rang. Đấy, thế còn còn cái hai cái đùi này, cái phần ức này thì để mình nấu cháo. Còn cái lòng này thì mình xào với giá các bạn nhé. Cái này là mình xào với giá. Thế, gà rang thì nguyên liệu gồm có này các bạn này. Nguyên liệu gồm có là gừng này. Gừng mình cho vào đây là hai miếng gừng, gừng với lại sả. Với lại hành. Hành khô, còn tỏi này để chốc nữa mình xào giá, với nị hành dọc này để chốc nữa mình xào giá các bạn nha. Lá chanh này bao giờ mình rang xong thì mình mới cho vào. Bây giờ bước tiếp theo là mình đập dập ướp, mình ướp vào đây độ khoảng nửa tiếng mình mới rang các bạn nhé. Bây giờ mình bước tiếp theo mình ướp các bạn nha. Mình nêm vào đây 3 xỉa cà phê hạt nêm, cà lo. Hai xỉa cà phê đường. Hai xỉa cà phê muối canh Hải Châu iốt. Mình cho đây đấy mấy xỉa cà phê nước hành phi, dầu hành phi các bạn ạ. Rồi tiếp theo là mình ướp nước mắm các bạn nhé. Mình cho đây khoảng 2 xỉa ăn phở nước mắm, tất cả mình ướp đều để sau 30 phút mình tiếp tục mình cho đi ra các bạn nhé. Bây giờ các bạn ơi, mới ướp thôi mới lên mùi thơm lắm các bạn ạ. Gà rang này các bạn cho nhiều gừng lên một chút.
Hừng với lại hành khô thơm lắm. Mình cho đây là hai cây sả nữa, ba củ hành tím khô. Được rồi, mình đậy lại, sau 30 phút mình đi ra. Đây các bạn ơi, thịt gà mình đã ướp được 30 phút rồi. Bây giờ mình cho lên bếp mình rang nhé. Mình vừa rang thịt gà và mình vừa xào giá. Đây các bạn này, cái mỡ gà mình cũng lấy rồi, mình rán rồi. Bây giờ mình rán được mỡ rồi, mình cho hành tỏi mình xào. Khi hành tỏi đã thơm, mình cho lòng gà vào mình xào các bạn nhé. Mình đem vào đây một xìa cà phê hạt nêm cà lo, một xìa cà phê hạt nêm bột canh iốt Hải Châu, nửa xìa ăn phở nước mắm, nửa xìa cà phê bì chính. Tất cả mình đảo đều. Nên là lòng mình xào đã chín rồi các bạn ạ. Mình cho giá vào nhé. Tại vì giá rất nhanh chín cho nên là mình phải xào lòng kỹ. Đấy, bây giờ lòng chín như này là mình cho giá vào. Cho giá vào mình đảo rất nhanh là mình bắt ra thôi. Khi cho giá vào thì mình nêm vào đây một chút dầu hào mặn các bạn ạ. Nêm thêm một chút mì chính nữa các bạn nhé. Đảo đều lên. Khi giá tay tái tí mình cho một chút bọc hành vào các bạn nhé. Đảo đều và tắt bếp. Cho một chút hạt tiêu vào nữa là xong. Thịt gà mình ra mình đảo đều lên các bạn nhé. Mình đậy vung vào một chút để cho thịt gà nó mềm. Thơm quá trời các bạn ạ. Mùi gừng, mùi sả, mùi hành khô. Chốc nữa đảo thêm một chút lá chanh vào nữa thì thơm lắm. Thịt gà mình rang đã xong rồi, bây giờ mình cho sốt lá chanh vào, đảo đều vào bắp bếp ra thôi các bạn nhé. Cái này là được rồi các bạn ạ. Lá chanh mình cho vào sau rồi cho khỏi đắng. Đây các bạn ơi, bữa cơm gia đình của mình cũng đã hoàn thành. Đây là suất cơm riêng của con gái mình mới sinh. Còn đây là bữa cơm trưa của gia đình mình. Thì mình mời tất cả quý ông bà cô chú và các anh chị, các bạn, các em cùng dùng cơm với gia đình mình nhé. Cuối cùng thì mình cũng xin các bạn yêu mến kênh của bà cháu Chen ủng hộ bà cháu Chen, bấm cho bà cháu Chen một đăng ký kênh và viết những bình luận tích cực để bà cháu Chen học hỏi thêm các bạn nhiều. Mình xin chào tạm biệt và các hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.